Tập 23/2 Hương vị tình thân lên sóng tối qua 27 tháng 8 khiến khán giả vô cùng hài lòng và thỏa mãn. Những cột mốc đáng giá đã được diễn ra khi Nam đồng ý kết hôn với Long và Cố cũng biết được chuyện ông Sinh là bố ruột của mình. Với hành trình để Nam đi tìm người thân là câu chuyện chính của phim, việc cô biết bố đẻ mình là ai cho thấy niềm hạnh phúc đã đến rất gần kề. Cảnh phim Nam phát hiện ra chân tướng sự việc bằng loạt kỷ vật trong phòng ông Sinh khiến khán giả không cầm được nước mắt. Diễn xuất của Phương Oanh đã được khen ngợi rất nhiều. Song hỉ lâm môn là điều được fan của phim gieo hò. Phương Oanh và nhà đài cũng tung ra loạt ảnh cưới của cặp đôi trên Facebook để chuẩn bị cho ngày vui sắp tới. Nam giờ đây đã có cả bố Sinh và mẹ Bích làm chủ hôn. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại thể hiện mình tỉnh táo hơn khi cho rằng cuộc vui này không thể đơn giản và dễ dàng như thế. Nhiều cư dân mạng phân tích rằng thân thế của ông Sinh sẽ là trở ngại lớn cho cuộc hôn nhân này. Rằng có thể trong lễ cưới, một ai đó biết quá khứ từng đi tù vì tội nặng của ông sẽ đứng ra vạch trần để làm loạn hôn lễ. Nhiều ý kiến của các thám tử mạng được đưa ra như sau. 1. Chỉ sợ rằng đang đám cưới giữa chừng có một đám người do mẹ con Thi, Sa thuê đến để khui ra chuyện ông Sinh đi tù. Thương bố con Nam lắm. 2. Nếu có xảy ra biến cố liên quan đến bố Nam thì hãy xảy ra xong rồi lại cưới cho trọn vẹn. Đừng để cưới xong ly hôn như bản Hàn. 3. Cú quay xe này gắt. Tự nhiên thấy bàn chuyện cưới xin, rồi tìm thấy bố. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Thế này chắc đám cưới bị phá rồi, chắc lộ rồi. 4. Cưới mà thấy lo hơn là khi đang tán nhau. Cứ để tán nhau vậy còn vui hơn á. Cứ thống nhất là nên giấu chuyện ông Sinh, cưới xong rồi tính. 5. Cưới sớm quá lại gặp nhiều trắc trở, cũng không thích lắm ạ. Nếu Nam nhận ra bố, mọi oan ức của bố Sinh được sáng tỏ thì thích hơn ấy. Những suy đoán và lo âu trên của khán giả là hoàn toàn có căn cứ. Liệu rằng biên kịch có để mọi thứ diễn ra tốt đẹp hay chọn phá nát hôn lễ của Nam và Long? Mời các bạn cùng xem phim. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.